trong cơ chế thị trường, liên kết hợp tác là sức mạnh để tồn tại và phát triển trong mỗi doanh nghiệp. Trong lĩnh vực sơn nước, tập đoàn Vingroup quốc tế, văn phòng giao dịch cơ sở 2, Sơn Newpack tại Phủ Lý, Hà Nam của tập đoàn Vingroup quốc tế, chúng tôi mong muốn được hợp tác bền vững lâu dài với quý khách hàng, cung cấp những sản phẩm chất lượng hàng đầu và trở thành đối tác tin cậy của quý khách hàng là mục tiêu hoạt động của chúng tôi. Tập đoàn Vingroup quốc tế có thương hiệu uy tín trên thị trường Việt Nam. Từ năm 2006, trên đà phát triển mạnh mẽ cùng sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng, đến nay đơn vị chúng tôi đang có hệ thống 7 văn phòng và nhà máy phủ trên toàn quốc từ Bắc vào Nam. Hệ thống văn phòng nhà máy trên hoàn toàn là nguồn tài sản cố định của công ty với 100% vốn từ nội lực hoạt động kinh doanh được tích lũy trong suốt những năm qua. Tập đoàn Vingroup quốc tế, văn phòng giao dịch cơ sở 2, Sơn Newpack tại Phủ Lý, Hà Nam của tập đoàn Vingroup quốc tế, chúng tôi mong muốn là một trong những đơn vị đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất sản xuất hàng triệu lít sơn và hàng ngàn tấn bôi chết mỗi năm, kinh phí đầu tư trên chục triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp Biên Giang, Yên Thành, Hà Đông, Hà Nội, quốc lộ 10 Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, quốc lộ 1A Hoàng Phú, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, quốc lộ 1A xóm 10, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An, khu đô thị Phước Lý, Liên Chiểu, Đà Nẵng, đường TX51, Thạch Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 117 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Về nguyên liệu sản xuất, chúng tôi áp dụng nguyên tắc kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt. Nguyên liệu sản xuất sơn được nhập khẩu từ các tập đoàn hóa chất nổi tiếng như Degussa Mỹ, Eliochem Pháp, Dow Chemical Mỹ, Rome & Haas Mỹ, Bray & Valley Malaysia, Nuflake Australia. Về mặt kỹ thuật, với công nghệ dây chuyền hiện đại, cùng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật Nhật Bản giàu kinh nghiệm đã tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm. Song song với việc hợp tác kỹ thuật, một các phát minh mới từ nước ngoài mà chủ yếu là từ Nhật Bản, kết hợp với việc nghiên cứu cải tiến của các chuyên gia trong nước nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với môi trường, khí hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, đơn vị chúng tôi đã thực hiện việc kết hợp hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2004 với hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được công nhận bởi các tổ chức của Nhật Bản. Ông Ngô Mạnh Trang trở thành giám đốc chi nhánh văn phòng 2 và dành những quyền lợi của tập đoàn mang đến và mong ông Mạnh Trang sẽ dành cho nhân dân những ưu đãi đặc biệt trong giai đoạn xây dựng thị trường cũng như phát triển nhãn Sơn Newpack. Tập đoàn Vingroup quốc tế, văn phòng giao dịch cơ sở 2, Sơn Newpack tại Phủ Lý, Hà Nam của tập đoàn Vingroup quốc tế, chúng tôi mong muốn đều được kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận hợp quy, đạt top 50 sản phẩm thân thiện với môi trường. Điều đó đã khẳng định rằng công ty đã đề ra chính sách phù hợp cũng như định hướng cho việc liên tục cải tiến các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm sơn trang trí của thị trường trong nước và quốc tế. Chúng tôi luôn cam kết sẽ cung cấp ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao, đúng quy cách, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, phù hợp với địa lý, khí hậu và văn hóa của 63 tỉnh thành trên cả nước. Với kinh nghiệm sự nghiêm túc trong kinh doanh và tư duy khách hàng là số 1, chúng tôi sẽ giúp khách hàng kinh doanh và sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách hiệu quả nhất. Một số thành tích mà đơn vị đã đạt được trong những năm qua, đó là doanh nghiệp tiêu biểu vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2016, đạt top 100 nhãn hiệu nổi tiếng thế giới năm 2016, đạt nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2016, chứng nhận sơn chống thấm và bột bả phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001-2005, chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVC 16/2016 Bộ Xây dựng và được phép sử dụng dấu hợp quy hàng Việt tốt, chất lượng dịch vụ hoàn hảo năm 2016. Doanh nghiệp tiêu biểu vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2016, Cục Truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia năm 2016.